Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Ngữ cảnh. Kết quả cần đạt. Nắm được khái niệm ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ cùng với những nhân tố của nó. Biết nói và viết phù hợp với ngữ cảnh, có năng lực nhận thức và lĩnh hội được lời nói trong mối quan hệ với ngữ cảnh. Một La Mã, khái niệm. Một nhỏ. Nếu đột nhiên nghe được câu "Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ?" ta sẽ hiểu như thế nào về những nội dung sau đây trong câu đó? Thứ nhất, câu nói trên là của ai nói với ai? Đó là những người như thế nào và có quan hệ với nhau ra sao? Thứ hai, câu nói đó được nói ở đâu, lúc nào? Thứ ba, họ trong câu nói chỉ ai? Thứ tư, chưa ra là hoạt động như thế nào, theo hướng từ đâu đến đâu? Thứ năm, giờ muộn thế này là nói đến khoảng thời gian nào, vân vân. Có thể khẳng định, nếu đột nhiên nghe được câu nói này, không biết bối cảnh sử dụng nó, thì không một ai có thể trả lời được những câu hỏi trên. Hai nhỏ. Đặt câu nói trên vào bối cảnh phát sinh ra nó mà người đọc biết qua lời kể của tác giả truyện ngắn Hai đứa trẻ. Đêm tối đối với Liên quen lắm. Chị không sợ nó nữa. Tối hết cả. Con đường thăm thẳm ra sông. Con đường qua chợ, về nhà. Các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa. Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí và cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát. Trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Tí, thêm được một gia đình bác Sầm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt chắn để trước mặt. Nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe. Chị Tí phe phẩy cành chuối khô, đuổi ruồi bò trên mấy thức hàng, chậm rãi nói: "Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ?" Qua đoạn trích, ta biết một số thông tin về bối cảnh của câu nói trên. Thứ nhất, câu nói đó là của chị Tí, người bán hàng nước. Chị Tí nói câu đó với những người bạn nghèo của chị, cũng làm nghề kiếm ăn nhỏ, là chị em Liên bán hàng xén, bác Siêu bán phở, gia đình bác Sầm. Thứ hai, chị Tí nói câu đó ở phố huyện nhỏ vào một buổi tối, trong lúc mọi người đều chờ khách hàng. Thứ ba, chị Tí nói đến họ, tức là mấy người phu gạo hay phu xe, thỉnh thoảng mấy chú lính lệ trong huyện, hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm, cao hứng vào hàng chị uống bát nước chè tươi và hút điếu thuốc lào. Điều này ở đoạn trước và sau câu nói đó của chị Tí, tác giả đã cho biết. Thứ tư, rộng hơn nữa, câu nói trên diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Nhờ bối cảnh trên, ta cũng mới hiểu rõ vì sao vừa chập tối
chị em Liên mới thu hàng, chị Tí mới bày hàng, bác Siêu mới gánh phở đến, gia đình bác Sầm còn chưa hát, vân vân. Mà chị Tí đã cho là muộn thế này. Và hoạt động của những người được nói đến, họ lại được chị Tí biểu hiện bằng từ ra. Họ đi từ trong huyện ra phố, và ta mới cảm được cả sự khát khao, chờ đợi của chị đối với họ, những người khách hàng, thượng đế. Đồng thời, ta cũng mới hiểu rằng chị Tí nói với những người cùng cảnh ngộ, gần gũi, nên lời của chị có thể trống không, không cần những từ ngữ xưng hô, và tuy dưới hình thức câu hỏi, nhưng lại để bộc lộ một sự khát khao, mong đợi. Có thể nói rằng, mỗi câu đều được sản sinh ra trong một bối cảnh nhất định, và chỉ được lĩnh hội đầy đủ, chính xác trong bối cảnh của nó. Bối cảnh đó được gọi là ngữ cảnh. Vậy, ngữ cảnh chính là bối cảnh ngôn ngữ. Ở đó, người nói hay người viết sản sinh ra lời nói thích ứng, còn người nghe hay người đọc căn cứ vào đó để lĩnh hội được đúng lời nói. Hai la mã, các nhân tố của ngữ cảnh. Một nhỏ, nhân vật giao tiếp. Cùng với người nói hay người viết, có thể có một hoặc nhiều người khác tham gia hoạt động giao tiếp, gọi chung là các nhân vật giao tiếp. Các nhân vật giao tiếp có quan hệ tương tác, đóng vai người nói hay người viết, vai người nghe hay người đọc. Quan hệ của các nhân vật giao tiếp, vị thế của họ so với nhau, luôn luôn chi phối nội dung và hình thức của lời nói, câu văn. Chẳng hạn, trong ví dụ vừa dẫn trên đây, chị Tí nói với những người quen biết cùng bán hàng quán nhỏ nơi phố huyện. Cho nên câu nói mang sắc thái thân mật, gần gũi. Cách nói trống không, việc dùng từ hình thái, nhỉ, vân vân. Nội dung nói về một chuyện hàng ngày trong cuộc sống. Hai nhỏ, bối cảnh ngoài ngôn ngữ. Bối cảnh giao tiếp rộng. Đó là toàn bộ những nhân tố xã hội, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán, vân vân của cộng đồng ngôn ngữ. Nó tạo nên bối cảnh văn hóa của một đơn vị ngôn ngữ, một sản phẩm ngôn ngữ. Trong ví dụ dẫn trên, bối cảnh văn hóa của câu nói của chị Tí là xã hội Việt Nam vào những năm trước Cách mạng tháng 8. Lúc đó, đời sống của người dân, nhất là những người bán hàng nhỏ nơi phố huyện, rất lam lũ, nghèo khổ. Họ luôn luôn mong đợi, ao ước một cuộc sống tươi sáng hơn. Đối với văn bản văn học, bối cảnh văn hóa cũng chính là hoàn cảnh sáng tác, ra đời của cả tác phẩm. Nó chi phối cả nội dung và hình thức ngôn ngữ, trong đó có từ, ngữ, câu, đoạn, vân vân của tác phẩm. Bối cảnh giao tiếp hẹp. Đó là nơi chốn, thời gian phát sinh câu nói cùng với những sự việc, hiện tượng xảy ra chung quanh. Trong thí dụ trên, câu nói có bối cảnh hẹp là trên đường phố huyện, nơi bán hàng nhỏ. Vào lúc trời tối, mọi người đang chờ đợi khách hàng. Bối cảnh giao tiếp hẹp tạo nên những tình huống của từng câu nói. Đối với giao tiếp ngôn ngữ, tình huống luôn thay đổi. Từ đó, quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp, vị thế giao tiếp
tình cảm, cảm xúc của mỗi người cũng tùy tình huống mà thay đổi. Tất cả sự thay đổi ở tình huống đều chi phối nội dung và hình thức của các câu nói. Hiện thực được nói tới. Đó có thể là hiện thực bên ngoài các nhân vật giao tiếp, có thể là hiện thực tâm trạng của con người. Hiện thực được nói tới tạo nên phần nghĩa sự việc của câu. Câu nói của chị Tý trên đây đề cập đến hiện tượng những chú lính lệ trong huyện, những người nhà thầy thừa chưa ra phố và đến hàng của chị uống nước, hút thuốc như mọi tối khác. Ba nhỏ, văn cảnh. Ở hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, ngữ cảnh của một đơn vị ngôn ngữ còn là văn cảnh xuất hiện của nó. Văn cảnh có thể là lời đối thoại hoặc đơn thoại, có thể ở dạng nói hoặc dạng viết. Trong mọi trường hợp, các đơn vị ngôn ngữ như âm, tiếng, từ, ngữ, câu, đoạn, vân vân đi trước và đi sau một đơn vị ngôn ngữ nào đó tạo nên văn cảnh của nó. Cũng như bối cảnh nói chung, văn cảnh vừa là cơ sở cho việc sử dụng, vừa là cơ sở cho việc lĩnh hội đơn vị ngôn ngữ. Ví dụ, trong bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến, sở dĩ tác giả có thể dùng từ cần trong câu tựa gối buông cần lâu chẳng được, mà không cần viết đầy đủ là cần câu, người đọc vẫn có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa của nó là nhờ trong bài thơ trước từ cần đã có các từ ngữ ao thu, nước, thuyền câu, sóng, và sau đó có các từ ngữ cá, đớp động, chân bèo, vân vân. Các từ ngữ này và nói chung tất cả các từ ngữ câu thơ trong bài tạo nên ngữ cảnh cho từ cần. Ngữ cảnh đó làm cơ sở cho người viết dùng từ cần và người đọc hiểu được nó. Ba La Mã, vai trò của ngữ cảnh. Một nhỏ, đối với người nói hay người viết và quá trình sản sinh lời nói, câu văn, ngữ cảnh chính là môi trường sản sinh ra lời nói, câu văn. Do đó, ngữ cảnh luôn luôn ảnh hưởng và chi phối nội dung và hình thức của câu. Câu nói cần được sản sinh ra sao cho thích hợp. Với ngữ cảnh, với các nhân vật giao tiếp, với bối cảnh rộng và hẹp, với hiện thực được đề cập đến, với văn cảnh, vân vân. Hơn nữa, chính ngữ cảnh để lại dấu ấn trong câu. Đây chính là mối quan hệ giữa môi trường và sản phẩm tạo ra trong môi trường ấy. Hai nhỏ, đối với người nghe hay người đọc và quá trình lĩnh hội lời nói, câu văn. Muốn lĩnh hội chính xác, có hiệu quả lời nói, câu văn, người nghe hay người đọc cần căn cứ vào ngữ cảnh rộng và hẹp, phải gắn từ ngữ, câu với ngữ cảnh sử dụng của nó. Với từng tình huống và diễn biến cụ thể, để có thể phân tích, tìm hiểu và lý giải thấu đáo, hiểu được cặn kẽ từng chi tiết về nội dung và hình thức. Ghi nhớ. Thứ nhất, ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ, làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo lời nói. Thứ hai, ngữ cảnh bao gồm nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được đề cập đến và văn cảnh. Thứ ba, ngữ cảnh có vai trò quan trọng cả với quá trình tạo lập và quá trình lĩnh hội lời nói.
Luyện tập. Câu 1. Căn cứ vào ngữ cảnh hay hoàn cảnh sáng tác, hãy phân tích những chi tiết được miêu tả trong hai câu sau. Tiếng phong hạt phập phồng hơn 10 tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa. Mùi tinh chiên vất vá đã 3 năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ. Bữa thấy bòn bon che trắng lốp, muốn tới ăn gan. Ngày xem ống khói chạy đen xì, muốn ra cắn cổ. Trích trong Văn tế nghĩa sĩ cần ruột của Nguyễn Đình Chiểu. Câu 2. Xác định hiện thực được nói tới trong hai câu thơ. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non. Trích trong Tự tình bài 2 của Hồ Xuân Hương. Câu 3. Vận dụng hiểu biết về ngữ cảnh để lý giải những chi tiết về hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Tú Xương. Câu 4. Đọc những câu thơ sau trong bài thơ Vịnh Khoa Thi Hương của Tú Xương và cho biết những yếu tố nào trong ngữ cảnh đã chi phối nội dung của những câu đó. Nhà nước 3 năm mở một khoa, trường Nam thi lẫn với trường Hà. Lọng cắm dợp trời quan sứ đến, váy lê quét đất mụ đầm ra. Câu 5. Trên đường đi, hai người không quen biết gặp nhau. Một người hỏi, thưa bác có đồng hồ không ạ? Trong ngữ cảnh đó, câu hỏi cần được hiểu như thế nào? Nó nhằm mục đích gì? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.